của Chúa anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Tâm Family. Mình chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm một công thức mới. Đây là bánh tai yến hương vị lá dứa, đặc biệt làm từ nước dừa tươi. Bánh rất là ngon, có rễ tre và cái độ dai dai của bánh tai yến. Bánh này các bạn để cả ngày cũng không có bị cứng nữa nha. Cách làm rất là đơn giản luôn. Nếu các bạn yêu thích món bánh này thì mình mời các bạn cùng làm chung. Đây là một món bánh tuổi thơ cũng được rất là nhiều người yêu thích bởi hương vị của bánh ăn rất là ngon. Và bánh tai yến cũng rất là nhiều cách làm thì mỗi công thức sẽ cho mình ra một hương vị bánh khác nhau nha các bạn. Và cách làm này mình chia sẻ nếu các bạn thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới từ kênh mình. Còn cách làm như thế nào, bây giờ mình mời các bạn cùng xem. Thì nguyên liệu mình cần chuẩn bị ở bên đây là 200g đường cát, 400ml nước dừa tươi, đây là nước dừa tươi nha, và 165ml nước lá dứa, 1/2 muỗng cà phê muối, và 350g bột mì đa dụng. Mình kết hợp với hai loại bột nha các bạn, đây là bột mì đa dụng và 160g bột gạo mịn. Thường theo cách truyền thống thì mình sẽ làm hoàn toàn là bột gạo nha. Còn với cách làm này mình không cần phải nhồi bột quá lâu. Thì mình sẽ cho bột gạo vào thau. Tiếp đến là bột mì. Bánh tai yến làm theo kiểu này thì các bạn để cả ngày cũng không có bị cứng. Rồi mình sẽ cho muối, cho đường vào luôn nha các bạn. Vì mình làm bằng nước dừa tươi đã ngọt nên mình không cho đường quá nhiều. Cho đường nhiều quá ngọt thì ăn sẽ nhanh ngán lắm các bạn. Sau khi trộn đều bột với đường thì mình sẽ cho 400ml nước dừa tươi vào. Làm bằng nước dừa tươi với cái vị ngọt thanh mà bánh của mình trong, có cái độ dai dai, ăn rất là ngon. Và mình cũng chia sẻ đến cho các bạn là cách làm bánh tai yến từ nước cốt dừa. Mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả cho các bạn tìm xem nha. Vì bánh tai yến được chiên trong dầu, nếu mà mình dùng nước cốt dừa nữa thì vị béo rất là cao. Còn với cách làm này thì vị béo không có nhiều, nhưng mà ăn rất là ngon. Mình vừa cho nước dừa vừa trộn đều nha các bạn. Trộn để cho đường với bột này tan ra. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho nước lá dứa từ từ vào. Vừa cho vừa cũng trộn đều. Công thức mình sẽ ghi dưới phần mô tả, ngang tiêu đề có mũi tên, các bạn bấm vào đó thì sẽ có công thức nha. Mình trộn cho thật là đều để cho bột mì này được tan, không có bị vón cục. Đó, mình có thể đánh bột như vậy nè các bạn, giúp cho bột sẽ dậy. Trong quá trình mình làm bánh thì sẽ có rất là nhiều rễ tre. Nếu có thời gian thì các bạn nên đánh bột như vậy khoảng là 10 đến 15 phút ha. Đó, thì lúc này bột cũng đã tan hết rồi nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cho hết cái lượng nước lá dứa còn lại vào thau luôn nha. Lá dứa mình chuẩn bị khoảng là 7 cọng ha các bạn, rửa cho thật là sạch, sau đó cắt nhỏ cho vào máy xay sinh tố xay cùng với 165ml nước thì mình sẽ lấy được cái lượng nước lá dứa nha. Khi mà mình trộn thật là đều nước lá dứa với bột thì được cái dòng chảy rất là sánh kẹo như vậy. Dùng màng bọc thực phẩm hoặc là một cái nắp đậy lại cho bột nghỉ trong vòng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Nếu có thời gian thì các bạn ủ lâu hơn, bột sẽ nhiều rễ tre. Còn sớm nhất thì mình ủ 1 tiếng nha các bạn, để cho bột dậy ha. Thì sau 1 tiếng rưỡi mình ủ bột nè, thì các bạn quan sát thấy là bột có nhiều cái lỗ bong bóng li ti. Mình sẽ dỡ màng bọc thực phẩm ra nha. Rồi trộn bột đều lên một lần nữa trước khi mà mình đổ bánh. Làm bằng hương lá dứa thì ăn sẽ rất là thơm. Ở bên đây mình có cái chảo mini nè các bạn, dùng để chiên bánh tai yến. Thì các bạn chọn chảo sâu lòng thì bánh sẽ đẹp hơn. Thì mình cho khoảng là 5 đến 6 muỗng dầu ăn. Đợi dầu nóng sôi đầu đũa, cho bột vào một cái ly nhỏ như vậy, rót bột từ trên cao và đổ ngay giữa chảo.
Mình sẽ chiên với lửa vừa nha. Bánh tây yến chiên với lửa vừa. Đó thì các bạn thấy cái vành bánh bắt đầu chạy rễ tre như vậy. Dầu ăn này mình cho hơi nhiều rồi đó các bạn. Đó, bánh tự nứt cái rễ tre ha. Khi mà mình thấy cái viền bánh hơi vàng thì mình chở bề bánh nha. Tùy theo các bạn thích bánh của mình vàng nhiều hay vàng ít mà mình chiên. Đó, bánh tự động nổi lên trên như vậy, mình chở bề bánh. Đó, cái vành bánh này các bạn thấy rất là đẹp. Và có cái núm ở giữa như là một cái nón nha. Và mình đợi vàng cái mặt dưới nữa thì mình sẽ vớt bánh ra cho ra một cái vợt nha các bạn, để cho ráo dầu. Và cứ tương tự y như vậy, mình sẽ rót bột vào chảo ha, tiếp tục chiên, chiên đến khi nào hết bột này thì thôi. Thì với cái công thức này, bánh mình làm khoảng 24 cái bánh nha. Thì đây là một dĩa bánh tây yến mà mình vừa chiên xong nè các bạn. Cái vành bánh thì vàng và màu xanh lá dứa, rất là thơm. Những cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh đó, như là một cái nón nha. Trông rất là đẹp. Mình sẽ xé bánh ra cho các bạn xem nha. Đây các bạn thấy cái vành bánh có rất là nhiều rễ tre luôn. Và ở bên trong thì xốp nè các bạn. Có rất là nhiều cái lỗ nhỏ nhỏ li ti, nhìn như là một cái tổ ong vậy đó. Rồi mình mời các bạn nha. Bánh rất là mềm, dẻo và đặc biệt ăn hơi dai dai, vị ngọt thanh từ nước dừa, thơm mùi lá dứa, không có quá ngọt. Bánh này cũng không rút quá nhiều dầu nha các bạn. Và ở cái vành bánh ăn hơi giòn giòn ngon lắm các bạn. Thì video này mình chia sẻ, nếu các bạn thấy yêu thích thì cùng mình làm cho gia đình thưởng thức nha. Với công thức bánh này các bạn để ở bên ngoài không cần bỏ vào bọc luôn, để cả ngày cũng không có bị cứng bị khô luôn đó các bạn. Mình đã thử nghiệm rồi nha. Bánh rất là mềm, để càng lâu thì ăn càng ngon. Và video này mình chia sẻ, nếu các bạn thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để tiếp tục theo dõi những món bánh mới từ kênh mình. Với món bánh tây yến, chúc các bạn làm thành công và ăn thật là ngon miệng nha. Video mình chia sẻ đến đây cũng tạm dừng. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những món bánh tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye các bạn.